Hello, xin chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel mình cho ngày hôm nay. Bây giờ bên mình là 10 giờ, mình vừa đi công việc về. Các bạn, 10 giờ vừa đi công việc về, đuổi bà cố luôn. Và khi mình về nhà thì mình đã thấy được cái này. Một cái bộ đồ nghề camera GoPro mình mới mua ở trên mạng. Đó, vừa mua trên mạng giá là 400 đô. Và trong đây nó có đầy đủ những cái phụ kiện dành cho những người nào mà đam mê mạo hiểm và những người nào thích lặn nước này nọ. Lý do mình mua nó thì để tương lai sau này khi mình làm những đoạn video về cá, mình có thể bơi cùng với cá, mình đeo nó vô mình bơi cùng với cá, quay cá dưới nước, đó vân vân. Rồi, không nói nhiều nữa, bây giờ thì mình sẽ mở ra để coi một bộ đồ GoPro này nó bao gồm những cái gì với giá 400 đô nha các bạn. Rồi, như các bạn đã thấy thì đây chính là cái GoPro của mình. Thì cái này mình vừa mới nhận được, lúc mình về thì nó đã mở bung rồi. Lý do thì chắc là chú mình hay là gì mình đã mở ra rồi, nhưng mà mình chưa biết ở trong đây nó có gì. Cái này mình mua ở trên mạng á, với giá là 400, tầm cho là 8 triệu rưỡi Việt Nam đi. Thì trong đây nó có nói là đầy đủ phụ kiện cho mình của một bộ đồ chơi GoPro luôn. Thì bạn nào có chơi GoPro thì các bạn sẽ biết rất là tiện lợi khi mà các bạn có một bộ đồ như vậy. Rồi, bây giờ khám phá nha. Rồi, bây giờ đầu tiên thì mình xem coi. Bộ đồ này thì nó có một cái chân. Đây là các bạn này. Một cái chân đế để đựng đi GoPro, dùng một camera. Tiện phết nhỉ. Cái này thường mua chơi chơi không là cũng hết 10 đồng bạc rồi. Đó. Này là một bộ đồ nó ngon lành cành đào luôn. Rồi xong, bỏ nó ra. Rồi kế tiếp là gì đây? Một cái GoPro mà dành cho những người là lướt sóng nè các bạn, đeo vô tay. Đó. Rồi lướt thì nó sẽ đi cùng luôn, nói chung là đeo vào tay á. Ok, khá là ngon. Mua này trên mạng hồi trước mình cũng coi thử, cũng tầm khoảng 6-7 đồng hay 10 đồng như một cái nè. Rồi, sẽ kế tiếp. Gì đây? Lần bà nhằn là gì ta trời? Ở đây. Thì cái này nó gọi là chest mount strap. Thì cái này là như hình. Thì cái này y như hình luôn. Cái này rất là nhiều người sử dụng, dành những bạn nào mà hay sử dụng GoPro nè. Mình thấy hay đeo đây. Lúc mình chạy nhảy, mình đi á, thì nó sẽ rất là tiện lợi. Mà mình sẽ quay phim ở chính giữa luôn. Đó, bơi này, mai mốt là bơi với cá mình sẽ đeo này đó. Hơi bị phê đấy. Đây, một bộ đồ của nó đây. Rồi, đó, qua kế tiếp. Này là gì đây? Công nhận có 8 triệu rưỡi thôi mà cũng được nhiều đồ vậy. Cái này là dành cho mấy bạn nào đi đào mỏ, đào than nè. Đó, đeo vô. Rồi, nói dễ thì cái này là để trên đầu. Thì tác dụng là dành cho những khi nào mà bạn dùng hai tay, bạn chạy bộ hay gì đó thì bạn đeo nó vô. Thì nó rất là tiện lợi để quay phim. Giống như là gọi là POV á, có nghĩa là person first person viewpoint gì đó, đại loại là vậy. Giống như là mình sẽ dùng tay của mình, rồi mình vẫn có camera để nó quay. Cái này thì các em hút mình sẽ dùng khá nhiều. Tại vì thường mình quay phim có một mình nè. Đó. Nên mình sẽ dùng thằng này, vừa quay phim vừa làm đồ luôn. Có nghĩa là mẹ mốt mình đi khám phá mấy cái khu hồ ao cá, mấy sông suối ở bên Mỹ này, đi bắt cá, câu cá thì mình sử dụng này. Khá là nhiều đây. Ngon lắm. Rồi. Sắp hết rồi này. Này là cái gì đấy? Một cái đọc thẻ nhớ. Một cái đọc thẻ nhớ, cái này nhân IT là biết liền. Hồi trước mình có học làm IT. Nhìn là biết liền. Qua. Rồi, gì đây? SanDisk. Thì cái này là một cái thẻ nhớ 32GB, ngon lành cành đào vậy. Vãi. Cho có 8 triệu mấy mà cho đủ thứ đồ ấy. Rồi, cái này là cái đếch gì đây? Có vụ này nữa men. Cái này có nghĩa là cái này là các bạn có thể cầm nó này. Và các bạn đi xuống biển, nước như nào thì các bạn không có sợ là sợ thất lạc nó. Tại vì nó nổi bồng bềnh được. Giống như là cái file á, thay vì bạn cầm cái này đúng không, thì có thể nguy cơ nó rơi đi xuống nước, nó rơi chìm. Còn này thì là cái file luôn, bạn cầm cái này luôn. Có lý nhở, có lý vãi. Được.
Hết đấy, hết rồi đấy. Rồi, kế tiếp rồi. Nhiều vãi. Một cái gậy tự sướng mà dành cho GoPro. Để coi coi, lỡ thì coi luôn trong này nó như thế nào. Chứ không coi thì cũng không biết là nó có ngon lành cành đào gì không. À, mình mua có một bộ GoPro kit của nó mà nó cho. Ngon lành nhờ, cái này mới mốt để tự sướng được này. Còn đứa nào mà là ra đường mà gặp mà thằng nào cả chớ nào là vụt cho nó phát một là tím hết mặt mày luôn. Đó. Ngon lắm, khá là dài đấy. Rồi, còn gì đây? Này là gì ta? Giống một cái túi đựng đồ á. À đúng luôn. À GoPro medium case, đúng là cái hộp để được. Cảm thấy không biết có gì không? Mở thử coi. Chắc là chỉ có bọc thôi chứ không có gì nhiều. Biết GoPro đựng case này nó có, thường thì nó sẽ có để cho một số cái phụ kiện gì ở trong mấy cái đồ đựng như vậy. Rồi. Nhìn giống ba lô quá hèn. Mở ra. Xong có cái gì ta? Có cái miếng mút. Hay nhờ cái miếng mút này thì có thể để những cái bộ đồ GoPro này nọ vô trong đây cho nó êm nè. Hay. Có lý á. Để cho nó khỏi bị sốc, bị hỏng. Được. Rồi. Tên. Đến cái phần mà quan trọng nhất đây. Đây chính là GoPro của mình đây các bạn. Đấy. Mua cái này mà được tặng một mớ như vậy. Ngon lành quá luôn. Đó, đây là GoPro của mình đây. Cái thằng này thì GoPro 7 Hero Black. Chống thấm nước và livestream này nọ. Và các bạn thấy không? Chụp ảnh với độ phân giải là 12 MP. Và có thể quay được phim 4K đàng hoàng luôn. Đó. Còn chờ nước có thể chạy xuống, ngập xuống dưới nước ít nhất là 33 feet thì 10 mét nước á. Có nghĩa là độ sâu 10 mét là các bạn có thể bấn sử dụng nó được. Đó. Ghê không? Còn đây là cái này là cái lý do mà mình mua nó này các bạn đọc này. Gimbal Line Hyper Smooth. Đó, Stabilization. Thì có nghĩa là nó có chức năng giống như một cái mà các bạn nhớ là có cái cây á. Đợi mình xíu mình lấy cho các bạn xem. Đây. Đây chính là cái mà cái cây mình nói đây. Mình biết nó còn pin không? Lâu quá mình không xài. Đây. Thì bạn nào hay dùng nó để quay phim clip này nọ đó thì các bạn sẽ biết liền bằng điện thoại. Là chức năng chỉnh cây này sẽ đặt điện thoại vô thì các bạn sẽ làm cho nó thẳng đứng lên và bắt đầu nó sẽ không có bị rung khi các bạn chạy nhảy và quay phim và được một chất lượng sơ smooth. Đó. Hồi trước mình hay sử dụng này lắm. Nhưng mà một thời gian cái mình lười quá là mình không sử dụng nữa. Nhưng mà vấn đề lại sử dụng. Thì thằng này á, nó có cái này á, chứng tỏ nó có ghi cái chữ vào dòng này, gimbal line á, đó, và stabilization á, thì có nghĩa là nó có chức năng y chang thằng này, chống chế độ rung khi mà các bạn quay phim luôn. Và mình đã coi review của nó thì là nó là một trong những cái GoPro tốt nhất hiện tại bây giờ. Đó. Và là chống chế độ rung của nó, mình đã coi review nó còn mạnh hơn cả thằng này nữa. Vãi bá đạo luôn. Đó là lý do là sao mình đã không chần chừ mà tích tích đập bỏ ra $400. Mình 80 vúa tiền Việt Nam mà mua nó. Phê vãi. Rồi giờ mình sẽ mở nó ra này. Một cái. Ra nào. Đúng là mỗi lần mà quay cái gì bằng một tay nó cũng phê. Đó. Sao có cái hộp này nhìn hoành tráng, hộp là chống thấm nước ở trong này hả? Hộp này đây. Đó các bạn, hộp đó nè. Giống như trưng bày vậy đó. Rồi. Thì cái này thì mình chưa có đọc cái này bây giờ, chưa sử dụng bao giờ. Nên mình không biết. Đây. Đó, chức năng của nó đây. Có chức năng audio này hả? Có slow, như có slow motion này nè các bạn nè. Touch screen đàng hoàng, GPS đàng hoàng. Hyper smooth, live streaming đàng hoàng. Trời ơi, một cái GoPro mà nó có đã. Là, có hình con cá này các bạn thấy không? Thấy không? Đó, mua là chủ yếu là mới mốt cái cá dưới nước đấy. Thì sau cái đoạn video clip này up lên thì mình sẽ làm một
chút xíu quay thử nhúng nguyên cái GoPro này vô trong nước nó coi sao. Đó chưa, chủ yếu nó làm này ra là dành cho mấy người mà đam mê cá như mình thôi, ném nó xuống nước cho cá tự sướng. À, ngon lành. Rồi bây giờ thì mình sẽ thử là đập ra thử coi sao. Rồi đây là cái phần để mở nó ra, góc này mũi tên chỉ, có nghĩa là dành cho mấy thằng mà ngu ngu như mình. Nãy giờ kiếm 2 phút đồng hồ không biết nó mở đâu. Đó, xé nó ra. Không biết là đâu nè. Lại rơi rồi. Mở từ dưới đít ta. Đúng là mấy cái thằng này nó hơi vô duyên rồi đấy. Người ta mở từ đầu mở từ dưới đít. Đó, ra gì không? Vãi vẫn không ra gì cả. Rơi luôn. Rồi, có cái lỗ móc vào đây. Mà dùng chân nó mới ghê được. Không được. Rồi, để mình xíu, mình dùng tay thì mình bẻ nó ra mới được. Rồi, sau khi mình rút nó ra bằng hai tay thì đây là chính là cái GoPro rồi các bạn. Nhìn óng ánh hệt lựu DCM chưa? Ngon lành vãi. Đây là cái chân của nó. Còn cái này thì nó cái cách hướng dẫn để em mở ra đây. Đây rút nó ra. Đây, rút nó ra thôi. Cầm bẻ lên, rút nó ra. Đấy, bẻ này ra. Xong. Đúng là dân không phải dân chuyên mà đi review mấy cái đồ test này thì mình không biết sao lắm. Ấn xuống hả? Nó ghi là rút ra mà. Ok, để mình rút nó ra thử coi sao. Rồi, sau 30 giây hiệu thì đây là cách rút ra. Và mình đã rút nó ra. Giảm bóp cái cần ngay ở giữa này, thế là ra nè các bạn. Đó, thì đây là cái chân đế của nó. Nhìn nó khá ngọn, nhỏ và gọn. Nó còn nhỏ gọn hơn cái camera hồi trước của mình nữa. Mình có cái camera cũng hơi bị mắc tiền 700 mấy. Mà mình dẹp nó qua bên rồi. Từ lúc mình mua cái thằng Samsung Note này để mình quay phim á, là mình dẹp nó luôn. Giờ chuyển qua GoPro để quay dưới nước. À, công nhận mình cũng chịu chơi ghê. Làm YouTube bên nuôi cá này trả được bao nhiêu tiền em mà mua đồ sắm sửa chơi. Ôi, đúng vãi luôn. Kiểu này mình muốn không khéo này nghèo mất. Đáng nghèo mà còn gặp cái nghèo. Rồi bây giờ thì mình mở ra coi. Ở trong đây cái hộp của nó này các bạn. The GoPro chắc là cái tên gì đây. Nó có cái gì ở đây đây. Thế đây là các bạn hướng dẫn sử dụng cách mà cho vô giống như để chống thấm nước nè. Đó. Tại vì khi quay như vậy thì treo đút nó vô trong cái hộp như vậy thì nó sẽ an toàn. Để lên cái nón được luôn. Còn không có cho nón ta. Có nghĩa là cái chức năng này nó có cái đế để đội lên nón. Vậy có nghĩa là mình phải mua một cái nón để mình dành cho mấy thằng chùm cái đế này nè. Bãi. Ok. Bỏ nó qua bên. À, các bạn có nít hép gì không, có tiếng Anh tiếng gì không mà không có tiếng Việt nè, tiếng tàu này mà cũng nhận chén nhở. Việt Nam mình bây giờ mới được bỏ lên được cái menu của mấy thằng này. Mà tiếng Puerto Rico cũng có nè, tiếng Hy Lạp cũng có nè, tiếng tàu tiếng Nhật cũng có nè, Hàn Quốc có nè, rồi Thái Lan hay Ấn Độ này cũng có nữa, mà riêng Việt Nam chưa có. Buồn thiệt. Đó, cái logo này xé ra được nè. Đó, nè. Chà, bày nguyên đống vậy. Rồi, còn đây là cái menu của nó. Để coi lại có tiếng tiếng Việt không. Tiếng gì không? Nhật tàu hả? Em chết. Rồi, cái mục trọng tên. Mở đây coi. Đây. Đây là gì đây? Ồ, đây là cái chân. Ồ, đây là cái chân hút nè các bạn. Để mình đính vô trong cái nón này. Men, nó đính bằng cái kẹo cao su như vậy thôi ta. Chắc dữ vậy ta. Đính vô mà bỏ một cái này thôi mà nó nhảy tưng tưng không sợ rớt trời. Có nghĩa là đây cái nón đi, đính vô phát là xong. Rồi, bỏ nó qua bên. Đây là một pin. Pin của nó nghe nói nó khá là trâu. Mà không biết là trâu như thế nào, không biết có trâu như đầu gấu mấy heo trâu bằng mấy con cá của mình không, mà pin khá là trâu. Lại một cái đế khác. Cũng là cái đế để nón nhưng mà nó hơi ôm một xíu các bạn thấy không. Đó, nó hơi ôm một xíu dành cho những cái nón nào giống như là nó ôm ôm á. Đó, ôm xuống. Rồi
một cái đồ sạc, dĩ nhiên là phải có đồ sạc rồi. Ồ, cái dây sạc của nó đâu ta? Sạc bằng cái méo gì đây? Ơ, có nguyên đống đồ vậy là không có dây sạc xiết gì à? Cuối cùng là sạc bằng cái gì trời? Sao vãi vậy? Thế thôi à? Hay nhở? Cùng là mình không hiểu nó sạc bằng gì. Ok, cái đấy thì để tính sau đi, tí mình lục lại không biết cái chỗ đồ sạc của nó ở đâu. Rồi, giờ mình sẽ thường á, bây giờ thì mình sẽ thử mở lên. Thì bình thường á thì thằng này nó sẽ có được một số pin ở trong này sẵn rồi. Cái này là lột nó ra không ta? Này miếng giấy ở ngoài. Giờ mình thử bấm mở lên coi. Không có pin rồi ta. Ok, để giờ mình thử mở thử coi sao. Rồi, mình đã mở ra được. Thì cái này là cái phần đậy nó lại nè. Đó, khá là cứng cáp. Rồi, bây giờ thì mình sẽ tiến hành bóc tem em nó. Hồi hộp quá, lâu không được bóc tem cái gì hết. Lâu quá không được bóc tem. Bây giờ mình sẽ bóc tem em này. Trời kìa. Đúng là con chim có khác. À, lột cái này của nó thôi. Đó. Đây là bóc tem thành công. Rồi. Đây. Bây giờ mình sẽ thử mở lên coi nó có pin không. Để hy vọng là nó có pin. Giữ im cái này. Xem. Rồi, không có pin này. Không có tí pin nào hết. Này phải để sạc. Ơ, ngu vãi, chưa cho pin vào sao có pin trời. Đúng không, để mình cho pin vào. Làm nãy giờ. Không có cho pin vào, ngồi bấm pin. Ok, để mình xíu. À, trước khi cho pin vào thì mình đã búng nó ra thì các bạn. Đây. Đây là cái GoPro. Nói rất là cà lầm luôn. Đó. À, xíu rồi xíu, nằm gọn gọn trong cái bàn tay. À, 8 triệu bạc, à, gần 9 triệu của tôi á. Nằm đây á. Phê thiệt. Rồi, bây giờ mình sẽ tiến hành cho pin vào. Pin thì chắc nằm ngay góc này rồi. Rồi thì như... Rồi, sau khi mình đã bung lụa hết nó ra thì đây là cái chỗ cho pin rồi các bạn. Đó, ngay góc này. Đó. Đây là cái chỗ cho pin. Còn đây là cái chỗ được cắm sạc về sao chép bộ nhớ, thẻ nhớ như này nào qua. Đây, nó đây rồi các bạn. Rồi, mình đã hoàn thành cho pin vào. Bây giờ thì mình sẽ bấm lên mở thử coi sao. Tít 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 tít. Ôi giời ơi, ngon lành thế. GoPro. Nhìn các bạn nè. Hấp dẫn chưa? Giờ chỉnh menu coi. English. Cảm ứng nó hoàng rồi thế à. Rồi, agree cái thôi. Dĩ nhiên phải đồng ý thôi. Không đồng ý, không mua về mà không đồng ý. Chết cha, bấm gì rồi. Thấy mẹ luôn rồi. Bấm lại rồi. The cam, ok. Connect the cam to GoPro. Từ từ, mình skip cái này cái đã. Rồi, sau khi mình setup này nọ xong hết tất cả thì mình nhìn lên cục pin thì nó có 3%. Đúng là mấy cái thằng bán cho cái máy cả 8 triệu mấy, gần 9 triệu bạc mà không sạc pin dùng cho người ta một cái. Để cho có 3%, lý mà xài. Vãi thiệt. Này là bắt buộc là phải đi sạc pin để mới xài được. Rất tiếc các bạn, tính review cho các bạn xem mấy chức năng luôn mà không được rồi. Cái này hẹn lần tới vậy. Mình sẽ review nó trong khi mình quay cá luôn được. Thì như các bạn thấy thì mình chủ yếu muốn đập hộp để cho các bạn xem một cái hệ thống camera mới cho những tương lai mới của mình. Để quay những đoạn clip mới và hay hơn. Khám phá ở khu vực ở bên chỗ mình ở. Sông suối ao hồ, bị bắt cá, câu cá, đủ thứ trò hết. Đấy, đây là một cái GoPro mình mới mua. Và mình sẽ cố gắng là quay clip bằng cái GoPro này để áp dụng được tất cả những chức năng của nó để tải lên cho các bạn xem trong những thời gian tới, sắp tới nha các bạn. Rồi, cảm ơn các bạn đã theo dõi video ngày hôm nay của mình nha. Các bạn đừng quên là bấm like, đăng ký kênh mình và chia sẻ cho kênh của mình nha các bạn. Rồi, chào tạm biệt các bạn và hẹn gặp các bạn trong một vlog mới nhất.